kéo ra, còn tôi sẽ kéo vào. Bởi vậy tôi làm điều đó suốt thời gian. Rất nhiều người cảm thấy bị tắc, hay bị cùm ép, hay bị hạn chế bởi tình cảm hiện tại của họ. Và tôi đang cố gắng chỉ ra, hay bất cứ hoàn cảnh nào của bạn ngay bây giờ, đó chỉ là hoàn cảnh hiện tại của bạn. Và sự thật hiện tại sẽ bắt đầu thay đổi như kết quả của sự xem xét vấn đề này, và đang bắt đầu sử dụng bí mật. Nhưng thỉnh thoảng có cảm giác như bạn cũng đang bị bế tắc, bởi vì bạn lại tiếp tục có những suy nghĩ giống như cũ, và bạn lại tiếp tục gặp phải những kết quả như cũ. Và lý do là bởi vì hầu hết mọi người đưa ra những suy nghĩ của mình tương ứng với điều họ làm theo. Bạn thấy đấy, bạn chỉ đang nhìn về những điều mà bạn đang nghĩ. Và khi bạn nghĩ về điều đó, quy luật hấp dẫn sẽ đưa cho bạn nhiều hơn. Và sau đó, bạn chỉ tuân theo điều đó. Sau đó, bạn chỉ nghĩ về nó. Quy luật hấp dẫn sẽ mang tới cho bạn nhiều điều hơn về điều đó. Và sau đó, nếu bạn chỉ tuân theo những điều, chúng ta sẽ vượt qua điều này chứ. Bạn phải tìm ra một con đường mà bạn đang đi tới nó. Đi tới một điểm thuận lợi khác. Hầu hết mọi người đều nhìn hoàn cảnh hiện tại của họ và nói, đó là tôi. Đó không phải là bạn. Cũng có thể là người bạn đã từng là trong quá khứ. Bạn thấy hồi đó, khi bạn nhìn hoàn cảnh hiện tại của bạn ngay bây giờ, hãy nói, vì thế, và bạn không có nhiều tiền ở trong ngân hàng, hay bạn không có mối quan hệ nào mà bạn muốn, hay là sức khỏe và tình trạng của bạn không được sung sức như thường lệ. Đó không phải là bạn. Đó là những suy nghĩ và hành động còn lại của bạn. Nếu bạn đang sống trong những điều còn sót lại của suy nghĩ và hành động trong quá khứ, khi bạn nhìn hoàn cảnh trong tình trạng hiện tại của bạn và chỉ rõ cho bạn rằng sau đó bạn kết tội bạn vì không có gì hơn những thứ tương tự trong tương lai, điều mà bạn có thể làm ngay bây giờ có phải sẽ biến đổi trong cuộc sống xung quanh bạn hay không? Hãy bắt đầu liệt kê danh sách những điều cần biết ơn. Hãy bắt đầu ngay từ điều đó, bởi vì chính điều này sẽ tạo thêm cho bạn sức mạnh. Nó sẽ nâng tầm suy nghĩ của bạn. Trước khi thực hành bài tập này, có thể bạn sẽ tập trung vào cái mà bạn không có, và có lẽ bạn tập trung vào những điều than phiền của bạn. Và có thể bạn tập trung vào vấn đề là gì. Khi bạn bắt đầu làm bài tập này, bạn bắt đầu đi theo hướng khác. Bạn bắt đầu cảm kích về tất cả những thứ làm bạn cảm thấy tốt lành. Lòng biết ơn thực sự là cách mang đến nhiều hơn cho cuộc đời bạn. Bất cứ một người đàn ông nào đều biết rằng khi người vợ cảm ơn anh ta về những việc anh ta làm, và anh ta sẽ muốn cái gì? Anh ta sẽ muốn làm nhiều điều hơn cho người vợ của mình. Đó luôn luôn là lòng biết ơn. Nó thu hút sự giúp đỡ, động viên. Tôi đã nói rất nhiều năm qua rằng bất cứ những gì chúng ta nghĩ đến và cảm ơn về điều đó, thì chúng ta sẽ có điều đó. Bởi đó là cái cảm giác mà bạn phải có, bạn biết không? Đối với tôi, nó gần như là một bài tập mạnh mẽ vào mỗi buổi sáng, thức dậy và nói cảm ơn, và sau đó bắt đầu nghĩ tới những điều mà tôi cảm thấy biết ơn. Ngay cả khi tôi đánh răng và làm các công việc buổi sáng, và tôi không chỉ nghĩ về những điều quen thuộc thường ngày, mà tôi thực sự cảm thấy được sự biết ơn. Chỉ khi bạn bắt đầu cảm nhận sự khác biệt về những thứ mà bạn có, bạn sẽ bắt đầu để hút mọi thứ tốt đẹp. Những thứ tốt đẹp mà bạn có thể có và biết ơn nó. Bởi vì nếu bạn nhìn quanh và nói, ồ, hãy nhìn xem, tôi không có chiếc xe mà tôi muốn có, tôi không có ngôi nhà mà tôi muốn có, tôi không có sự thịnh vượng mà tôi muốn có, tôi không có một nửa cuộc đời mà tôi muốn có. Phải dự trữ. Đó là tất cả những thứ mà bạn không muốn. Hãy tập trung vào những cái mà bạn thực sự có và biết ơn về những thứ đó. Và nó có thể chỉ là bạn có con mắt để nhìn nó. Điều đó có thể là quần áo mà bạn mặc. Vâng, bạn phải thích một cái gì đó hơn. Bạn phải nhanh chóng đạt được một cái gì đó. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy biết ơn tất cả những gì bạn có, thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đi qua những thời điểm chúng ta nói rằng, ồ bạn tôi, mọi thứ đều không đi theo đúng hướng, hoặc mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Và đang có một vài vấn đề gì đó xảy ra trong nhà tôi.
Và tôi đã thấy một hòn đá. Và tôi chỉ ngồi vào đó, giữ viên đá. Bạn có thể thấy tôi mang viên đá đi hàng ngày. Tôi tìm thấy một viên đá, tôi bỏ nó vào trong túi mình. Và tôi nói, bạn biết đấy, mỗi lần tôi chạm vào viên đá này, tôi sẽ nghĩ tới một điều gì đó. Và tôi cảm thấy biết ơn. Và thế là mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi lấy viên đá ra khỏi tủ để quần áo và để nó trong túi của mình. Và tôi lần lượt suy nghĩ về những thứ mà tôi cảm thấy biết ơn. Còn buổi tối, bạn sẽ làm gì? Bạn bỏ viên đá khỏi túi và lại cứ như thế. Và tôi đã có một số kỷ niệm gắn liền với viên đá. Tôi đã có một số kỷ niệm thật tuyệt vời. Tôi quen một người bạn ở Nam Phi. Anh ấy thấy tôi đánh rơi viên đá. Anh hỏi, đây là cái gì? Tôi giải thích về viên đá cho anh. Và chúng tôi bắt đầu gọi nó là viên đá biết ơn. 2 tuần sau tôi nhận được một email của ông ấy từ Nam Phi. Ông ấy viết, con trai của tôi sắp chết vì một căn bệnh hiếm. Đó là một loại bệnh về gan. Ông hỏi, bạn sẽ gửi cho tôi 3 viên đá biết ơn chứ? Viên đá tôi tìm thấy ngoài đường, bạn đã biết. Xong tôi trả lời, chắc chắn rồi. Tôi có thể đảm bảo rằng các viên đá đã rất đặc biệt. Và tôi đi đến dòng suối, quan sát và nhặt những viên đá thực sự, rồi gửi chúng cho ông ấy. 4 hoặc 5 tháng sau, tôi nhận được một email từ ông ta. Ông nói rằng, con trai tôi đã khá hơn, bây giờ nó đang hồi phục. Và ông ấy còn nói, anh cần biết vài điều. Chúng tôi đã bán hàng nghìn hòn đá với giá $10 một viên. Những viên đá biết ơn, và chúng tôi đã làm từ thiện tất cả số tiền này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chính vì thế, thái độ rất quan trọng. Trong khi tỏ lòng biết ơn, một điều mà tôi đề nghị bạn nên làm ngay bây giờ để xoay chuyển cuộc sống của bạn, và điều này thực sự rất to lớn mà tôi không thể tìm được từ ngữ để mô tả, chỉ cách làm thế nào sức mạnh này có thể giúp cho các bạn. Tôi đã hình dung quá trình từ chương trình Apollo và tiến hành nó vào thập niên 80-90. Trong chương trình Olympic, nó đã được gọi là Vision Motor Rehearsal. Đầu tiên khi bạn tưởng tượng, sau đó bạn cụ thể hóa. Và điều thú vị về tâm thức là chúng tôi chọn các vận động viên Olympic, rồi sau đó gài vào họ các thiết bị tinh vi phản hồi. Sau đó, họ hình dung các sự kiện đã xảy ra chỉ trong tâm thức của họ, kinh ngạc đến không tin nổi. Cũng như khi các cơ bắp vận động và đốt cháy quá trình khi hình dung các sự kiện trong tâm thức của họ. Giống như là khi sự kiện đang xảy ra và được theo dõi, điều này có thể là như thế nào? Bởi vì tâm thức không thể phân biệt bạn đang thực sự làm điều đó, hay bạn chỉ đang luyện tập trong suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng điều bạn có trong tâm thức, bạn cũng có trong cơ thể khi bạn đang tưởng tượng, khi bạn có hình ảnh đang nhảy nhót trong tâm trí của bạn. Luôn luôn và chỉ dừng lại ở kết quả cuối cùng. Đây là một ví dụ. Nhìn lại vào bàn tay của bạn ngay bây giờ, một cách thực sự, hãy nhìn vào đôi bàn tay của bạn. Màu sắc của làn da, các đốm tàn nhang, các mạch máu, những chiếc nhẫn, móng tay giả, tất cả các chi tiết chính xác trước khi bạn nhắm mắt lại. Và sau đó nhìn đến bàn tay bạn, móng tay bạn, và nó đang nắm lấy một chiếc vô lăng của chiếc xe hơi mới mà bạn sở hữu. Đây là một kinh nghiệm bằng hình ảnh, do vậy nó thực tế trong thời điểm này. Bạn thậm chí không cảm thấy bạn cần có xe hơi, bởi vì bạn cảm thấy như bạn đã có nó. Đó là cảm giác đã thực sự tạo nên sự hấp dẫn. Không chỉ là hình ảnh của suy nghĩ, tôi nghĩ rằng với rất nhiều người, họ nghĩ, ồ, nếu tôi suy nghĩ một cách tích cực hoặc tưởng tượng về những thứ mà tôi muốn, rằng thế là sẽ có đủ. Nhưng nếu bạn đang làm vậy và vẫn không cảm thấy giàu có, điều đó không quan trọng. Để cho tâm trí tôi thực sự tạo ra sức mạnh của sự hấp dẫn, đây là nơi bí mật thực sự chuyển vào hành động. Bạn đặt mình vào phần cảm xúc, cảm giác đang ở trong xe. Đừng có mà ô, tôi mong tôi có thể có chiếc xe, hoặc một ngày nào đó tôi sẽ có chiếc xe. Bởi vì cảm xúc về việc đó đi liền với thực hiện điều đó. Thực sự nó không phải chỉ trong một giờ là được, không phải sẽ đạt được trong tương lai. Nếu bạn duy trì cảm xúc,
điều mong muốn luôn trở thành hiện thực trong tương lai. Hãy cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự hạnh phúc. Chẳng cần quan tâm xem mình trông ngốc nghếch khi đang ở trong phòng tối và im ắng, tự nhiên gào lên, cứ làm thế đi. Nhiều người sẽ nói rằng, cố lên. À mà tôi có phải cố không nhỉ? Có tệ không khi bạn muốn thay đổi? Khi đó, cảm xúc và sự nhìn nhận của bản thân sẽ mở ra cánh cửa. Qua đó, sức mạnh của vũ trụ bắt đầu linh ứng. Việc của chúng ta không phải là chỉ ra bằng cách nào. Bằng cách nào vượt ra ngoài sự cam kết, niềm tin và những điều mang cho bạn. Bằng cách nào là chức năng của vũ trụ. Vũ trụ luôn biết cách ngắn nhất, nhanh nhất, tốc độ nhất và hài hòa nhất kết nối bạn và những giấc mơ. Nhưng nếu bạn cứ thay đổi thông điệp đến vũ trụ, bạn sẽ rất ngạc nhiên và trố hết mắt bởi những điều được đem đến cho bạn. Đây là lúc phép thuật và nhiệm màu xảy ra. Tôi có thể nói rằng bạn sẽ làm điều này gần như hàng ngày, nhưng tôi sẽ không chấp nhận. Điều này chẳng bao giờ là việc vặt cả. Điều quan trọng được gạch chân nhé của toàn bộ bí mật này là cảm giác tuyệt vời trong tâm trí. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ trong toàn bộ quá trình. Bạn sẽ cảm thấy tự tôn, vui vẻ. Sự khác biệt duy nhất giữa những người thực sự sống theo cách này và những người không sống với sự diệu kỳ của cuộc sống, đó là những người sống trong sự diệu kỳ này biết thay đổi mình. Họ có thói quen với quá trình đó và điều kỳ diệu đến với họ bất cứ nơi đâu họ đến, bởi vì họ ghi nhớ nó và họ thực hiện nó mọi lúc, chứ không phải chỉ là một sự kiện một lần. Những người mà thực hiện điều này được một lúc và họ thực sự rất cường, và họ nói, bạn biết gì không, tôi đã tức giận, tôi nhìn thấy chương trình này và tôi đang thay đổi cuộc đời tôi. Thế nhưng bạn biết đấy, kết quả không thấy đâu. Và dưới lớp vỏ bề mặt, nó chỉ là đã sẵn sàng thay đổi thật sự chưa? Và một ai sẽ nhìn vào bề mặt kết quả và nói, cái thứ vớ vẩn này không hiệu quả. Và bạn biết gì không? Vũ trụ nói rằng, mong muốn của bạn là mệnh lệnh của tôi. Và kết quả đi xuống, nhận thức được luật của sự hấp dẫn. Tôi đã muốn thực sự áp dụng nó, nếu và bạn biết điều gì đã xảy ra. Vào năm 1995, tôi bắt đầu tạo ra cái gọi là bảng tầm nhìn, thứ để tôi chọn những thứ mà tôi muốn giành được, hoặc những thứ mà tôi muốn thu hút, như xe hơi, hoặc một cái đồng hồ, hoặc người đồng cảm. Và tôi đặt bức tranh của những thứ tôi muốn vào cái bảng tầm nhìn, và hàng ngày tôi sẽ ngồi trong văn phòng, và tôi sẽ nhìn vào cái bảng. Bắt đầu tưởng tượng rằng thực sự trong trạng thái sở hữu nó. Tôi đã sẵn sàng để chuyển đi, nên chúng tôi cho tất cả đồ đạc vào các hộp trong kho. Và tôi đã thực hiện 3 cuộc chuyển nhà trong vòng 5 năm. Và cuối cùng tôi dừng lại ở California, mua căn nhà này, sửa chữa lại trong 1 năm. Và sau đó có mọi thứ mang theo từ căn nhà cũ 5 năm trước. Một buổi sáng lúc 7:30, con trai tôi bước vào phòng làm việc của tôi, và một trong những chiếc hộp đã được dán kín 5 năm qua nằm bên phải bậc cửa. Con trai tôi Kenan ngồi lên và đá vào hộp. Tôi nói, con trai, con có thể dừng lại được không? Cha đang làm việc. Và con trai tôi hỏi, trong những cái hộp này là cái gì hả cha? Tôi nói, đó là những bảng mơ ước của cha. Đó là chỗ cha treo tất cả mục tiêu của cha lên, cha cắt chúng ra và dán nó lên, những thứ cha muốn đạt được trong đời. Tất nhiên, một đứa bé 5 tuổi rưỡi thì không thể hiểu được điều tôi nói, nên tôi tiếp tục để cha chỉ cho con thấy rất dễ dàng để làm điều đó. Tôi mở chiếc hộp và kéo bảng mơ ước ra ngoài. Có một bức ảnh ngôi nhà, chính là ngôi nhà tôi hình dung từ 5 năm trước, và nó làm tôi bị sốc. Chúng tôi đang sống trong chính căn nhà đó. Không một căn nhà nào giống nó. Tôi đã mua ngôi nhà mơ ước của mình, sửa chữa và thậm chí không biết điều đó. Tại sao cha khóc?
Con yêu, cuối cùng cha đã hiểu luật hấp dẫn làm việc như thế nào. Cuối cùng cha đã hiểu sức mạnh của sự tưởng tượng. Cuối cùng cha đã hiểu tất cả những thứ cha từng đọc, những việc cha từng làm, toàn bộ cuộc đời cha, cách mà cha xây dựng công ty, làm việc cho ta thật tốt, và mua ngôi nhà ước mơ, thậm chí không biết điều đó. Quyết định thứ bạn muốn. Tin rằng bạn có thể có nó. Tin rằng bạn xứng đáng với nó. Tin rằng bạn có khả năng. Và nhắm mắt lại mỗi ngày vài phút và hình dung ra thứ bạn thực sự mong muốn và cảm nhận ra rằng bạn đang sở hữu chúng. Mở mắt ra, tập trung vào những thứ bạn đang có với sự biết ơn, yêu thích. Sau đó bắt đầu ngày mới và nhường việc cho vũ trụ. Tin rằng vũ trụ sẽ biết cách thể hiện. Bạn biết đấy, bí mật đã làm tôi thay đổi một cách rõ ràng. Vì tôi lớn lên trong một gia đình có bố là một người rất bi quan. Ông ấy nghĩ rằng người giàu là những người bóc lột người khác. Ông ấy nghĩ rằng bất cứ ai có tiền đều đã từng lừa dối một người nào đó. Chính vì thế tôi lớn lên với rất nhiều nỗi ám ảnh về tiền, rằng nếu tôi có tiền thì tiền sẽ làm cho tôi trở nên xấu xa, rằng chỉ có những người xấu mới có tiền, và rằng tiền không rơi từ trên trời xuống được. Đó chính là một vấn đề lớn. Mày nghĩ tao là ai? Rockefeller. Đây là một cụm từ ưa thích của ông ấy. Chính vì thế tôi đã thực sự lớn lên với niềm tin rằng cuộc sống thật khó khăn, rằng cuộc sống rất vất vả, rằng bạn phải vật lộn với cuộc sống này. Và điều đó chỉ đến với tôi khi tôi gặp Clement Stone. Nó đã thực sự làm thay đổi cuộc đời tôi. Khi tôi làm việc với Stone, ông ấy đã nói với tôi rằng tôi muốn bạn đặt ra một mục tiêu lớn đến mức mà bạn không biết bạn có thể đạt được nó hay không. Điều đó sẽ luôn ở trong tâm trí của bạn. Và bạn sẽ biết đó chính là lý do duy nhất mà tôi đã nghĩ về bạn, rằng bạn có thể đạt được mục tiêu này. Bạn biết không, vào lúc đó tôi kiếm được khoảng $8,000 một năm. Và vì một vài lý do nào đấy mà tôi đã muốn rằng số tiền mà tôi kiếm được phải là một con số cụ thể. Chính vì thế, tôi muốn mình phải kiếm ra $100,000 một năm. Và lúc đó, tôi cũng chưa hề có một ý tưởng nào để có thể kiếm ra số tiền đó. Tôi thấy không khả thi, không chiến lược. Nhưng tôi chỉ nói rằng, tôi tuyên bố tôi sẽ đạt được điều đó. Tôi lên kế hoạch hành động để điều đó thành sự thực và đạt được điều đó. Và tôi đã làm thế. Và một trong những thứ mà anh ấy khuyên tôi làm là hàng ngày bạn phải để mục tiêu đó hiện hữu trước mắt bạn để bạn có thể tưởng tượng ra thành quả khi bạn đạt được, để rồi phải biến nó thành hiện thực. Và cuối cùng thì tôi cũng có được tờ bạc trị giá $100,000 và tôi đã dán nó lên trần nhà. Như thế có nghĩa là mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy thì đó là cái đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi nhìn lên trần nhà và đồng tiền thì ở đó. Nó nhắc nhở tôi rằng đây là mục tiêu của tôi. Sau đó tôi nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng rằng tôi đang có đồng $100,000 này. Với cách sống của bạn, và thật kỳ lạ, không có gì nhiều xảy ra trong 30 ngày ấy. Tôi đã không có một ý tưởng đột phá nào và cũng không có ai cho tôi nhiều tiền. Và tất cả những điều bất ngờ ấy, khi tôi đang ở trong buồng tắm và chỉ có 4 tuần để làm điều đó. Và tôi đã có ý tưởng cho $100,000 bất chợt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã có một cuốn sách mà trước đây tôi đã viết. Và tôi nói, liệu mình có thể bán 400.000 bản trong mỗi tuần không? Đó chính là $100,000. Bây giờ cuốn sách vẫn còn đây, vậy mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Và một trong những bí mật mà tôi nghĩ tới chính là cái này.
Lúc đó thì tôi không biết phải làm thế nào. Tôi không biết phải làm sao để bán được 400.000 bảng. Công việc này trước đây tôi chưa bao giờ làm cả. Sau đó tôi đã nhìn thấy National Enquirer ở siêu thị. Tôi đã nhìn thấy những khoảnh khắc của sự giàu sang. Đó chỉ là cái nền thôi. Và đột nhiên, nó nhào đến với tôi như thể ngay sát bên cạnh tôi. Và tôi đã nghĩ, thật tuyệt vời nếu các độc giả đều biết đến cuốn sách của mình. Dĩ nhiên, 400.000 sẽ nhào tới và tôi mua nó. Và 6 tuần sau đó, tôi đã có một cuộc nói chuyện tại trường Hunter ở New York. Có khoảng 6.000 giáo viên tham gia. Có một phụ nữ đã đến bên tôi vào cuối buổi và cô ấy nói rằng, buổi nói chuyện hôm nay thật là tuyệt vời, tôi rất thích được phỏng vấn anh. Xin cho tôi được gửi danh thiếp của tôi cho anh. Tôi đã nói, cô sẽ viết cho ai? Tôi là một người làm nghề tự do, nhưng tôi sẽ bán hầu hết những tác phẩm của tôi cho National Enquirer. Bạn biết, đã có một phần chủ đề này từ Twilight Zone đi ra từ trong đầu tôi. Thật tuyệt, công cụ này thực sự làm việc. Vì vậy, các bài báo ra và các cuốn sách về bán hàng của chúng tôi bắt đầu được thán phục. Nhưng điểm mà tôi muốn thực hiện là, tôi đã hấp dẫn vào cuộc sống của tôi những sự kiện khác nhau, bao gồm cả người này. Và nói một cách ngắn gọn, tôi đã không kiếm được 100.000 đô la năm đó. Chúng tôi chỉ kiếm được có 92.327 đô la. Nhưng bạn có nghĩ rằng chúng tôi đã thất vọng và bỏ đi? Việc này không thể xảy ra được. Không, điều đó vẫn rất tuyệt. Nên vợ tôi nói với tôi rằng, nếu nó làm được 100.000 đô la, anh có nghĩ nó sẽ làm được 1 triệu đô không? Và tôi trả lời, anh không biết. Anh cũng nghĩ vậy. Thử làm nhé. Nhà xuất bản của tôi viết cho tôi một tấm séc. Là bản quyền của tác giả cuốn Chicken Soup for the Soul. Và ông ấy còn vẽ cả hình mặt trời và chữ ký nữa. Vì đó là tờ séc 1 triệu đô đầu tiên ông ấy viết. Tôi biết từ kinh nghiệm của bản thân, bởi vì tôi muốn kiểm tra xem bí mật này thực sự làm việc hay không. Và khi thử thì nó hoàn toàn đúng. Giờ đây tôi tận hưởng cuộc sống từng ngày. Tôi có thể tưởng tượng ra được rất nhiều người đang nhìn, đang nghĩ xem, làm thế nào mà tôi hấp dẫn được nhiều tiền đến vậy? Làm thế nào mà tôi kiếm được nhiều đô la hơn nữa? Làm sao mà tôi có được sự thịnh vượng và thành công? Làm thế nào mà khi tôi yêu công việc của mình, có thể đối phó với khoản nợ thẻ tín dụng và nhận thức rằng có thể đó là giới hạn trần của số tiền có thể đến vì nó đến với tôi qua công việc? Làm thế nào mà tôi có thể kiếm được nhiều hơn? Hãy muốn như vậy trong suốt toàn bộ điều bí mật. Việc của bạn là tuyên bố những điều mà bạn muốn. Giống như từ cuốn catalog của vũ trụ. Nếu tiền mặt là một trong những điều đó, hãy nói là bạn muốn có bao nhiêu. Tôi muốn có 25.000 đô la từ bất cứ một nguồn nào trong vòng 30 ngày. Để điều này có thể xảy ra được, nó phải đáng tin với bạn. Hầu hết mọi người đều có mục tiêu là thoát khỏi nợ nần. Và điều này sẽ giữ bạn lại với đống nợ nần vĩnh viễn. Bất cứ thứ gì bạn nghĩ về nó, bạn sẽ hấp dẫn nó. Bạn nói rằng, nhưng đó là thoát khỏi nợ nần. Tôi không quan tâm là thoát khỏi hay ở lại. Nếu bạn luôn nghĩ về nợ nần, bạn sẽ hấp dẫn các khoản nợ. Hãy thiết lập một chương trình tự động để trả nợ và sau đó tập trung vào sự thịnh vượng. Nhiều lần mọi người nói với tôi, vậy tốt, tôi muốn nhân đôi thu nhập trong năm tới. Nhưng sau đó hãy nhìn vào những hành động của họ. Họ đã không làm những thứ để điều đó xảy ra. Và họ đi vòng vòng rồi nói, vậy đấy, tôi không thể có khả năng đó. Phỏng đoán những điều mà bạn muốn là lệnh của tôi. Khi bạn quan trọng hóa việc không đủ tiền, giống như bạn đang nói chuyện với bạn của bạn về việc không đủ tiền. Khi bạn thấy không hạnh phúc vì thiếu tiền, thực tế bạn đã hình thành bên trong tư tưởng của mình những điều rất khác với thứ bạn ham muốn. Và chính vì vậy, bạn không thể mơ ước nhiều có nhiều tiền, mà lại tập trung vào thiếu thốn. Khi tôi lần đầu tiên hiểu được điều bí mật, tôi đang nhận hóa đơn hàng ngày. Tôi nhận cả đống hóa đơn qua thư tín. Và tôi nghĩ rằng, làm thế nào để thay đổi những chuyện này? Theo luật hấp dẫn thì, điều bạn tập trung sẽ mở rộng. Vì vậy, tôi nhận bản kê tài khoản, tôi đã xóa đi những con số, và thay vào đó là những con số mới. Tôi ghi chính xác số tiền tôi muốn có trong tài khoản ngân hàng. Liệu chăng những điều tôi mường tượng sẽ đến thực sự theo thư tín, và tôi mường tượng một khối lượng lớn séc sẽ tới trong thư tín. Chỉ có trong một tháng, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Ngày hôm nay, tôi nhận được séc qua mail.
Tôi nhận được vài hóa đơn, nhưng sau đó tôi nhận được nhiều tiền hơn hóa đơn. Tôi lớn lên với tư tưởng phải làm việc cật lực để kiếm tiền. Do đó bây giờ, tôi thay thế với tư tưởng đồng tiền đến dễ dàng và đều đặn. Lúc đầu tôi cảm thấy như là tự lừa dối. Có thật không? Một phần trong bạn sẽ trả lời, đó là lừa bịp, việc đó khó khăn lắm. Tuy nhiên, việc này sẽ qua mau thôi. Khi sự giàu có đến với bạn, thì của cải đó chính là đến từ tâm thức của bạn. Tất cả là bởi bạn suy nghĩ thế nào. Khoảng 80% những bài huấn luyện của tôi với khách hàng về tâm lý, cách thức họ nghĩ về đồng tiền. Và tôi biết nhiều người khi nghe nói sẽ là, ồ, họ có thể làm được, nhưng tôi thì không. Tất cả mọi người đều có khả năng để thay đổi những quan hệ và tư duy bên trong của họ đối với tiền bạc. Tôi có biết rất nhiều người kiếm được những số tiền khổng lồ, tuy nhiên những mối quan hệ của họ rất tệ. Nói một cách khác, và đó không phải là giàu sang. Bạn biết đấy, bạn có thể có đồng tiền, nhưng điều đó không đảm bảo rằng bạn sẽ giàu có, thịnh vượng. Tôi không nói rằng tiền không phải là một phần của sự thịnh vượng. Tuy nhiên, thực sự nó chỉ là một phần. Và tôi cũng gặp nhiều người rất tin tưởng vào tâm linh. Tuy nhiên, họ luôn ốm yếu và khánh kiệt. Đó cũng không phải là sự thịnh vượng. Cuộc đời có nghĩa khi bạn giàu có ở tất cả phương diện. Rất nhiều người theo văn hóa Tây Âu đang nỗ lực để thành công. Họ muốn một ngôi nhà to hơn. Họ muốn công việc kinh doanh của họ phát triển. Họ muốn tất cả những thứ như vậy. Và một ngày, tôi đến nhà một anh chàng. Anh ta là giám đốc về nghệ thuật của một hãng phim lớn. Và mỗi góc nhà của anh ta có một bức ảnh của một người phụ nữ. Một người phụ nữ khỏa thân với những giải lụa, kiểu thế này, hay nói thế này. Tôi không xem hay nhìn bạn. Và tôi nói với anh ta, tôi nghĩ anh có vấn đề về chuyện tình cảm. Chị biết xem tướng à? Không, nhưng nhìn xem, ở 7 nơi trong nhà, anh đều có ảnh người phụ nữ kiểu đó. Nhưng tôi thích loại ảnh này. Chính tôi đã vẽ những bức đó. Chính điều đó lại càng tồi tệ. Tôi nói, vì anh đã đặt toàn bộ tư duy và sự sáng tạo của anh vào đó. Đó là một anh chàng vô cùng đẹp trai và phong độ. Rất nhiều cô nàng vây quanh anh. Tuy nhiên bởi việc anh ta làm, nên anh ta có trục trặc về chuyện tình cảm. Tôi nói, vậy anh muốn gì? Tôi muốn hẹn với 3 cô gái một tuần. Được, hãy vẽ bức ảnh anh với 3 cô gái và đặt vào mỗi góc nhà. Sáu tháng sau, tôi gặp anh ở châu Âu. Tôi hỏi đời sống tình cảm của anh ra sao. Tuyệt cú mèo, họ gọi tôi, họ muốn hẹn hò tôi. Vì đó là điều anh mong muốn. Nhưng tôi có 3 cô một tuần. Tuyệt đấy. Nhưng giờ tôi muốn kết hôn. Tôi muốn sự lãng mạn. Được thôi, hãy vẽ nó ra. Và anh ta đã vẽ một chuyện tình lãng mạn. Một năm sau, anh kết hôn, hạnh phúc vô bờ. Anh ta mong muốn điều đó nhiều năm rồi. Thế nhưng điều đó không xảy ra. Vì những mong ước không được hiện thực hóa. Bởi vì thế giới bên ngoài của anh ta luôn luôn trái ngược với mong muốn của anh. Do đó, bạn hiểu được những điều này, nên bắt đầu thực hành nó. Về một mối quan hệ, quan trọng phải hiểu được trước hết là ai sẽ quan hệ với bạn. Tôi không đề cập đến những đối tác của bạn, mà chính là bạn. Bạn có thể mong muốn thành viên tham gia công ty của bạn sẽ như thế nào nếu bạn không yêu công ty của mình. Theo luật hấp dẫn hay điều bí mật,
sẽ mang đến những điều đó đến cuộc đời bạn, và bạn nhận được điều đó một cách chính xác, rõ ràng nhất. Sau đây là một câu hỏi tôi mong bạn xem xét. Bạn có đối xử với bản thân chính xác cách bạn mong mọi người đối xử với bạn không? Bạn trở thành một giải pháp cho chính mình. Đừng theo kiểu như, mày nợ tao, mày phải trả cho tao nhiều hơn nữa. Hãy thay thế bằng, cho bản thân bạn nhiều hơn nữa. Hãy dành nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn. Và bạn sẽ có cảm xúc rằng bản thân mình sẽ thoải mái, đầy đủ. Và bạn có thể chia sẻ những niềm vui với mọi người. Trong nhiều mối quan hệ, tôi mong muốn đối tác khen ngợi về vẻ đẹp của tôi. Tôi cần họ khen tôi đẹp, bởi vì tự tôi không cảm thấy rằng mình đẹp. Vì khi tôi còn nhỏ, thần tượng của tôi là thiên thần của Charlie hay những người phụ nữ hoàn hảo. Và tôi nghĩ rằng họ là những người đẹp tuyệt trần. Tất nhiên là chẳng ai trong số họ nhìn giống tôi. Tôi cứ như vậy cho tới khi tôi yêu bản thân mình, Lisa. Tôi ôm, hôn, tôi yêu mái tóc quăn và nước da màu cà phê tuyệt đẹp. Và thế là cả thế giới bắt đầu yêu Lisa. Có điều gì đó đẹp đẽ vô cùng về bạn. Tôi tự học trong 40 năm rằng tôi muốn hôn chính bản thân mình. Vì bạn yêu chính bản thân mình. Tôi không nói về sự tự phụ ở đây, mà về việc thực sự tôn trọng bản thân mình. Và cũng như bạn yêu bản thân, bạn sẽ yêu thương những người khác. Đôi khi có người nói với bạn rằng, mấy người làm cùng tôi tiêu cực lắm. Hay là thằng cha ở với tôi rất là bực mình. Hoặc là mấy đứa nhóc nhà tớ đáng lo quá. Chúng ta sẽ nói, bạn phải xem bản thân như phần tốt nhất của những người xung quanh bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn có một cuốn sổ tay và ghi lại những khía cạnh tích cực của những người xung quanh bạn. Có thể vài người bạn có nhiều trục trặc hoặc quan hệ không tốt, và trong tư duy của bạn sẽ ảnh hưởng chút nào đó. Khi bạn tập trung vào điều bạn muốn nhất, thì những người này sẽ trở thành gần giống như bạn. Và thậm chí bạn không thể tạo ra trong cuộc sống thật của họ nếu họ ở trong trạng thái hay thái độ không phù hợp với những điều bạn dành cho họ. Họ với bạn sẽ khác tần số. Luật hấp dẫn sẽ không đặt các bạn vào cùng một không gian, tần số của các bạn không phù hợp. Nếu bạn biết tiềm năng của bạn tốt, bạn sẽ không phải hỏi ai khác để đi. Do đó bạn cảm thấy tốt. Bạn giải phóng được bản thân khỏi một mớ những điều bất khả thi, rằng cần phải điều khiển thế giới, hay điều khiển những người bạn, hoặc điều khiển con cái bạn. Chẳng ai có thể nghĩ cho bạn, chẳng ai có thể làm được. Đó chỉ có thể là bạn, hoàn toàn bởi bạn. Thật quan trọng khi nhận ra rằng cuộc sống thực của ta chính là sản phẩm từ những suy nghĩ bên trong. Chúng ta bắt đầu hiểu được khoa học về y tế, rằng những suy nghĩ và cảm xúc tự nhiên thực tế quyết định. Cấu trúc, chức năng hay tính vật lý của cơ thể. Chúng ta biết đến một nghệ thuật chữa bệnh dùng tác động thuốc trấn an. Viên thuốc trấn an thực ra không có tác động hay ảnh hưởng gì đến cơ thể. Nó như là viên đường hay là một thứ gì đó. Nhưng bạn nói với bệnh nhân rằng thuốc trấn an đó có tác dụng chữa bệnh nào đó. Và điều xảy ra là thuốc trấn an đó thực sự là rất có tác dụng. Do vậy, họ phát hiện rằng tâm thức con người có vai trò thiết yếu nhất trong việc trị bệnh, đôi khi quan trọng hơn cả những loại thuốc y tế. Nếu ai đó trong tình trạng cơ thể bị ốm, họ sẽ có lựa chọn cố tìm kiếm điều gì trong tâm trí họ tạo ra bệnh tật, hoặc là sử dụng can thiệp của y tế. Tuy nhiên, nếu đó là tình huống bệnh tật có thể dẫn đến tử vong, thì rõ ràng can thiệp về y tế là khôn ngoan, hơn là tìm kiếm xem tâm trí đang thế nào.
Do vậy, bạn không muốn phủ nhận y khoa, mỗi dạng chữa bệnh thì có tác dụng riêng. Bạn biết đấy, sự hạnh phúc chỉ có một dòng chảy duy nhất, đó là dòng năng lượng tích cực trong lành. Và vũ trụ, tất cả chúng ta đều biết, rất giàu có năng lượng tích cực. Thế giới này dựa vào chính sự tích cực trong lành. Năng lượng tích cực đó có ở mọi nơi. Và khi dòng năng lượng đó tràn trề qua bạn, bạn sẽ thấy rất sung mãn, khỏe mạnh. Và sẽ thấy không tốt khi bạn thiếu thứ năng lượng đó. Chỉ có duy nhất một dòng chảy của sự hạnh phúc, khỏe mạnh, điều mà bạn có thể chấp nhận hoặc không. Và cảm xúc tuyệt diệu lúc này của bạn đang nói là bạn đang làm thế nào để chấp nhận hay giải phóng những kết nối này. Bạn biết những người bị bệnh nan y, vô phương cứu chữa, dừng suy nghĩ về từ bệnh tật. Đó là một dấu nối, nghĩa là cơ thể đó, cái trong trạng thái không thư giãn. Trong cuộc sống, bình thường, ta có hàng nghìn lời chẩn đoán hay các loại bệnh tật khác nhau. Chúng chỉ là một mối liên kết yếu ớt, chúng chỉ là kết quả của một điều, tình trạng căng thẳng. Khi bạn tháo stress khỏi mắt xích, bạn tháo stress khỏi hệ thống, và một mắt xích đã bị tháo đi. Các chức năng sinh lý tạo ra căn bệnh đó phản hồi lại và cho ta biết rằng ta đang bị mất cân bằng và ta đang không bình thường, không biết ơn. Do đó, cơ thể phát tín hiệu và những triệu chứng không phải cái gì tệ cho lắm. Câu hỏi mà thường được nhắc đến đó là khi một người có biểu hiện bệnh tật hoặc có điều gì đó không thoải mái trong cuộc đời họ, khi đó liệu sức mạnh của sự suy nghĩ đúng đắn sẽ xử lý được vấn đề đó không? Câu trả lời sẽ luôn là có. Vào 23 tháng 11, tôi bị chẩn đoán là ung thư vú. Tôi thực sự tin rằng, với niềm tin mãnh liệt, tôi sẽ khỏi bệnh. Suốt những ngày dài đó, tôi luôn nói lời biết ơn sự lành bệnh của mình. Và tôi cứ tiếp tục cảm ơn vì tôi đã lành bệnh. Tự trong tim, tôi tin tưởng rằng mình sẽ lành bệnh. Tôi tự cho là mình chưa từng bị ung thư gì hết. Cách chữa bệnh duy nhất của tôi, đó là xem những bộ phim hài. Đó là tất cả những điều chúng tôi làm, cười và cười lớn. Chúng tôi không để bản thân bị stress một chút nào, vì tôi hiểu rằng stress là điều tệ hại nhất có thể khi bạn đang cố gắng để tự chữa bệnh. Từ lúc tôi bị chẩn đoán, đó là ngày 23 tháng 11, tôi hoàn toàn khỏi bệnh trong khoảng chừng 3 tháng, và tôi chẳng cần dùng tia xạ hay hóa chất gì hết. Chúng tôi theo một chương trình cơ bản gọi là tự chữa bệnh. Bạn bị thương, và nó cứ càng nặng. Bạn bị nhiễm trùng vi khuẩn, khi đó hệ thống miễn dịch hoạt động, xử lý những vi khuẩn, và bạn lành bệnh. Hệ thống miễn dịch được tạo ra để tự chữa.